tôi là nhân chứng sống, tôi khẳng định là có. Từ cái thời mà hai đứa còn làm người mẫu á, chưa đi đóng phim luôn. Không, anh không nhớ lên đi có không? Không. Em chưa từng yêu nhau đúng không? Đúng rồi. Cái rồi để vô. Ôi giật ghê đấy. Quan trọng là nói xạo ít hay nhiều thôi. Anh đã bao giờ nhắn tin thả thính với chị Lan Ngọc chưa? Trả lời. Câu hỏi này thì có đôi ba lần. Không phải chưa có. Nhanh lên chưa có. Nhắn tin mấy chuyện khác thôi chứ chưa có thả thính. Rồi, cảm ơn. Chưa bao giờ nhắn tin luôn á. Anh có thích chị Ngọc không? Khoan, từ từ hỏi hoài vậy. Mình bây giờ nghe hướng hót đi. Rồi. Vậy là không có anh. Anh là không có. Anh đúng là không có. Không có chuyện xảy ra. Excuse me nè. Có rồi, mỗi nhắn tin kêu. Rồi, rồi, rồi. Có nhà ông xếp hợp cháu. Lên phường giải thích. Lên phường giải thích. Đúng không? Có nhà học xíu màu xuống, xuống. Rồi Ngân để vô cưng. Em gần sẽ thăm bố Ngân. Giúp được. Em cái đi. Anh Giang đâu biết gì đâu anh Giang. Có thông tin gì về Thúy Ngân không? Ý là bây giờ là câu hỏi của Liên Phát dành cho Thúy Ngân. Thúy Ngân thân mến, theo như được biết thì Thúy Ngân là một người đã trải qua thăng trầm trong cuộc sống, kể cả công việc lẫn tình yêu. Thúy Ngân cho anh hỏi được là có một tin đồn là Thúy Ngân trước đây có yêu thầm và lén lút có mối quan hệ bất chính với anh Trương Thế Vinh. Yêu hồi nào? Có hay không? Có hay không? Không, có. Không có hả? Bán đứng anh rồi, Phát ơi. Không. Nè. Bình thường thôi mà đúng không? Có nữa có. Và tôi là nhân chứng sống, tôi khẳng định là có. Không có đúng không anh? Từ cái thời mà hai đứa còn làm người mẫu á, chưa đi đóng phim luôn. Không, anh không nhớ lên đi có không? Không. Em chưa từng yêu nhau đúng không? Đúng rồi. Cái cây mà. Cái máy này mua ở đâu? Rồi hỏi gì hay hay nè. Không gì có thể làm khó được em. Cho hỏi Thúy Ngân là trong cuộc sống này thì Thúy Ngân chú trọng trọng lượng hay là thời lượng? Trọng lượng là cân nặng, thời lượng là độ dài. Thời lượng là sao? Độ dài là thời gian chứ. Tất nhiên là em thích thời lượng. Tại vì mình phải quan trọng, mình biết là mình với người đó yêu nhau được bao lâu. Trời trời, ta có hỏi gì yêu nhau gì đâu trời. Nè, câu hỏi đó chị dịch cho em dễ hiểu nha. Là em quan trọng thời gian hơn hay là cái cân nặng hơn? Thời gian hơn. Thời gian. Tự nhiên tự giặt áo cho người xem lưng. Vậy là nói dối. Bà thích cân nặng nên ăn nhiều. Vô, bạn lại này. Giật ghê lắm. Nè, giật ghê hơn rồi hả? Ghê lắm. Vô. Liên Bỉnh Phát đẹp trai ơi. Đọc coi Phát nghe. Anh có thể cho em hỏi là có bao giờ trong đầu anh le lói một suy nghĩ, một suy nghĩ mong manh là muốn cướp chị Ngọc từ tay một người khác hay không? Sao chị Ngọc hoài vậy trời? Thật ra thì câu hỏi này đối với Phát là nó trả lời được liền luôn. Easy. Đúng không? Easy. Quá easy. Phát xem Ngọc là một người đồng nghiệp, là một người đàn chị trong lĩnh vực này. Đàn chị. Đúng rồi, mặc dù là phải bằng tuổi nhưng mà đi trước. Đi trước, tôn trọng và nể kính. Nói đàn chị là hơn kính này đó. Nể trọng Ngọc. Nhưng chưa hề có ý nghĩ là cướp Ngọc từ một bàn tay ai khác cả. Rồi, cảm ơn. Anh nhìn vô mắt xong. Rồi vậy đúng rồi, máy nó nói nhiều quá. Máy nói nhiều đâu mà hiểu tiếng Việt. Nó mà giật nữa là em không có giật. Không giật ghê không? Trời ơi, anh có suy nghĩ xấu xa nhất. Có nghĩa là gì? Đúng là anh em thiệt, nhưng mà bé Ngọc nó dễ thương quá đi. Cướp gia chỉ bảo. Nó rất là dễ thương, rất là thông minh, rất là sexy. Ai mà làm việc mà lại thân nhau quá thì nguy hiểm. Hiểu rồi ha. Em xin phép đòi lại công bằng cho bản thân mình. Có được gì? 3, 2, vô. Rồi. Em thua rồi. Thua thì để vô hỏi trước. Bất đào lao. Không dám hỏi luôn á, thiệt em sợ. Hỏi đi. Bị trả thù á. Không gì đâu. Em bao nhiêu ký? Trời ơi. Đó nói vô chị. Trả lời. Ủa em đi khám sức khỏe, em đứng lên cân, cái ông y tá ông kia kêu 52 ký nè chị. 52 ký à. 52 ký có thể là 53. Không thể nào có chữ sai trái được. Không có gì xảy ra đúng không? Là mình nói thật. Em cần chị thăm mưu của anh Giang. Chị thăm mưu. Biết ngay mà. Anh Vinh, có bao giờ anh ngủ nằm mơ
anh thấy anh hôn em không? Không bao giờ. Để rồi coi. À dạ. Đó, nói sao? Thế gì vậy? Nói sao? Thì ra là anh thầm yêu trộm nhớ em mà anh giấu. Bây giờ mà cần gì phải trong giấc mơ, ở đây cũng được mà. Vô. Thôi. Vô. Sợ dạ lắm, nói gì em cũng sợ em bị giật hết trơn á. Làm như cọp vậy. Nhìn chị dạ là anh bị giật đúng không? Rồi, mời hỏi. Thật là khó hỏi. Bởi vì nếu như em càng hỏi thì tất cả mọi người sẽ càng biết được tình cảm của anh Vinh dành cho em. Nhỏ này bị ADSM. Không có, em nói thiệt mà. Anh run quá vậy hả? Em lại xoáy sâu vào chuyện tình cảm của hai đứa mình. Em thấy hơi sợ. Anh nói thiệt đi. Có phải trên cơ thể em anh thích nhất là dòng 1 đúng không? Trả lời. Không. Không. Kiểm tra. Bây giờ nghĩ. Giật đi, giật. Không có. Nhưng có hai điều xảy ra. Có nghĩa là không thích dòng 1 và thích dòng khác. Đúng. Hoặc là không thích dòng nào. Cái chuyện đó là bí ẩn của Vinh, mình không quan tâm. Vậy cho em hai lượt nữa để em hỏi hai dòng còn lại. Không. Lâm Vĩ Dạ, nghe nói Cà Mau xa lắm. Em thích anh hơn thích anh Đạt đúng không? Trả lời. Đúng rồi. Trời ơi, thích thì bình thường khi nào. Đúng rồi, cái nào mà tôi thương chồng tôi, còn tôi thích thì tôi thích anh Vinh. Có ai cấm đâu, đúng không? Đúng rồi, đi quay game anh em thích nhau gì bình thường. Có nghĩa là gì? Dạ không hề thích Cương Thế Vinh. Anh Vinh à, anh đừng có ảo tưởng, thực ra chỉ là diễn mà thôi. Đúng rồi. Mà chị quên cái máy luôn vậy. Rồi, ai muốn được hỏi? Em nhường chị trước. Vinh, thầy nói thật với Ngọc. Dạ. Trước bàn dân thiên hạ ở đây. Dạ. Gin có thể chia sẻ cho Ngọc biết Gin không phải đàn ông đúng không? Đúng. 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 Cái gì? Nghe kỹ câu hỏi chưa? Rồi. Sướng quá hay sao? Ai vậy? Đúng là trai, bởi vì Kim là đàn ông. Cho em hỏi lại một phát nữa, hồi nãy em thử một không phát. Không có, bây giờ tới người ta hỏi rồi. Em để tay vô. Chị Ngọc ơi, chị có thích một chàng trai tình hiếu không? Rồi. Không. Không. Rồi, tới tôi. Tức là Kim hỏi là Ngọc, chị có thích một chàng trai tình hiếu không? Ngọc nói là không, là nói dối. Con thích Hiếu, Hiếu nào? Hồ Quang Hiếu. À, thì là thích Hồ Quang Hiếu à? Dạ. Mê nhạc Hồ Quang Hiếu hả? Đúng rồi. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Hay quá. Muốn ai trước? Chị chứ. Cái mặt chị ghê quá vậy. Nhưng mà mình chỉnh lại cho anh. Anh chỉnh chế độ nói dối thật lòng rồi. Nguyễn Thị bé Gin. Dạ, bé Gin nghe. Chị muốn hỏi em một điều và chị muốn em khai báo thành thật. Dạ. Nếu giữa Buka và chị thì em sẽ chọn yêu người nào? Không, nếu cả hai người cùng yêu em thì em chọn ai? Không, tụi em không yêu. Gin chọn yêu tụi em thôi, tụi em có giá. À, coi chọn mấy có hiểu không? Đã tính là xét mà theo gu á thì là Lan Ngọc đúng không? Không, em thích kiểu có da có thịt hơn. Trời ơi, da thịt chị thường. Đó dễ dãi như chị Dạ, chị Buka nè. Chọn Buka đúng không? Dạ. Yêu Buka. Có người bị giật là về anh nhà tao hay xào xáo. À, vậy là nói dối. À, em không tin. Tên đó thiệt, tên thiệt. Xuất. Một sự diễn xuất. Em bị tên thiệt chứ bộ. Nè, anh phải thấy ánh mắt mọi người, phải coi lại cái đoạn này. Ánh mắt. Sao chưa nữa? Chẳng chưa có. À. Không, em bị giật thiệt. Chứ còn nếu mà giật thiệt là đã phải giật ra giống như phát vậy đó. Rồi rồi, bây giờ coi Ngọc diễn sao. Anh nghĩ lên cụ thể hơn chút xíu. Anh có tư vấn gì em không? Chị thấy em ngon không? Chị có muốn ăn em không? Có. Chị có muốn ăn em không? Có. Trời ơi, gái già lắm chiêu mà em. Nó giật lây bây giờ.
Có nghĩa là gì? Không hề muốn. Không hề muốn. Ngọc đang nói dối. Thưa quý vị, thực ra thì ngày hôm nay chúng tôi tạo ra cái trò chơi này để thử coi ai nói dối ai nói thật. Đó là điểm tôi muốn công nghệ trong tương lai sẽ làm điều đó. Nhưng chứ cái máy này thì thực ra là chúng tôi bật cho vui, chứ bên trong mới có người bấm để cho nó xung điện. Nói nhiều quá, mình cũng phải chơi lần cho biết.